có một bạn bình luận vào những cái video của Nam và hỏi rằng đó là muốn Nam chia sẻ về cách biến những cái khó khăn thành hành vi tích cực. Rồi chào bạn, tôi là Nguyễn Xuân Nam, chuyên gia marketing spa hàng đầu Việt Nam đây. Rồi, làm thế nào để biến những khó khăn thành hành vi tích cực? Thì trong cái thời điểm mà mình đang thực hiện cái video này, đó là thời điểm mà dịch Covid đang hoành hành, đúng không? Và chính phủ cũng đang ban hành cái gọi là thông điệp là hãy ở nhà, đúng không ạ? Hãy giãn cách với những người xung quanh và hãy ngừng tất cả những cái hoạt động, kể cả những công việc kinh doanh của bạn ạ. Thì có thể gọi rằng là tất cả mọi người trong số chúng ta ở đây đều đang gặp khó khăn. Tất cả mọi người đều đang gặp khó khăn. Bạn khó khăn và Nam cũng khó khăn, đúng không? Cảm ơn cả nhà. Nhưng sẽ có những người họ rất buồn khi mà họ gặp phải cái tình trạng này. Thực tế là mình là một người làm đào tạo, mình là một người làm marketing, là tức là marketing là chuyên đi marketing này, thực hiện những chiến dịch quảng cáo này, thu hút khách hàng này, rồi là đào tạo về kinh doanh cho những cái doanh nghiệp khác. Thì có rất là nhiều khách hàng của mình họ than thở mỗi một ngày, chán quá, lỗ, mệt mỏi quá. Và song song cùng đó cũng có rất là nhiều khách hàng của Nam, họ cũng vẫn là rất là hồn nhiên, vẫn là ở nhà ăn chơi, đăng video Facebook chém gió, nói chung là họ vẫn cứ vui vẻ như bình thường. Thì chúng ta mới thấy một điều rằng là ở đây là gì? Cùng là một sự vật, cùng là một sự việc, cùng là khó khăn xảy đến với chúng ta, cùng là cái dịch bệnh, nhưng mỗi người có một cách đón nhận khác nhau. Và chúng ta thử hỏi xem rằng có ai bắt chúng ta phải đón nhận cái sự vật, sự việc đó theo cái ý nghĩa tiêu cực hay không? Và cũng chẳng có ai bắt chúng ta phải đón nhận theo cái ý nghĩa tích cực, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ của chúng ta đều là do chúng ta lựa chọn. Và bạn có quyền lựa chọn là bạn vui, cũng bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn là bạn sẽ buồn khi mà một cái việc gì đó xảy đến với bạn. Người giàu thì họ luôn luôn chủ động là tạo ra cuộc đời của họ. Còn người nghèo thì họ nghĩ được rằng là những cái sự vật sự việc bên ngoài nó tác động lên cuộc đời tôi và làm cho tôi thành ra như bây giờ. Thì cái này các bạn hãy nhớ, bạn muốn là người giàu thì bạn phải suy nghĩ giống như người giàu. Bạn muốn là người giàu mà bạn suy nghĩ như một người nghèo thì không bao giờ có thể là bạn trở nên giàu có được. Bạn muốn kiếm nhiều tiền thì đó là cái suy nghĩ của người giàu. Và bạn phải lao vào để làm để ra được nhiều tiền, đó là hành động của người giàu. Còn bạn muốn có được nhiều tiền nhưng mà mỗi một ngày bạn ngồi xem phim, bạn đi uống rượu, bạn đi uống bia, bạn đánh lô, bạn đánh đề, đúng không ạ? Bạn lên mạng bạn chửi đồng những cái người khác, những người đang làm video chia sẻ. Bạn lên mạng bạn chém gió, bạn chẳng làm cái gì cả, thì làm sao mà bạn giàu được, đúng không ạ? Thế cho nên chúng ta hãy nhớ này, muốn giàu phải nghĩ như người giàu, muốn giàu phải làm như người giàu. Mình làm giống họ, có thể ngày hôm nay chưa có kết quả, nhưng mình cứ tưởng tượng đi, một cái cây ấy, chúng ta phải mất công ấy, nó là gieo hạt, rồi qua một thời gian mình chăm bón cho nó đón ánh nắng, đúng không ạ? Rồi mình tưới nước hàng ngày thì nó mới gọi là phát triển được. Và công việc của chúng ta cũng thế thôi, mình hành động đi và từ từ thời gian nó sẽ trở nên tốt hơn. Làm thế nào để biến những cái khó khăn trở thành những cái hành vi của chúng ta, đúng không ạ? Thì điều đầu tiên đó là gặp khó khăn thì phải đón nhận rằng khó khăn đó là điều hiển nhiên, đúng không ạ? Và cuộc đời của mỗi một người trong số chúng ta chẳng mấy khi gặp sự dễ dàng đâu các bạn, mà phần lớn đều phải gọi là ba chìm bảy nổi thì chúng ta mới trở thành lên được. Và khi chúng ta đứng cao hơn những khó khăn đó rồi, chúng ta đã vượt qua được những khó khăn đó rồi, thì cái khó khăn này trở nên nhỏ bé đi và con người của chúng ta trở nên lớn hơn. Chứ chúng ta đừng mong được rằng là không gặp khó khăn, mà hãy nghĩ được rằng là gặp khó khăn và tôi sẽ giải quyết nó như thế nào. Điều đầu tiên đó về mặt tư duy, hãy đón nhận cái khó khăn đó ở cái góc độ là tích cực nhất có thể các bạn nhé. Cho dù là mình bị tán gia bại sản, cho dù là mình thất bại phá sản hay bất cứ một cái điều gì đó, ly hôn này, mất tình cảm hay bất cứ điều gì, tất cả những thứ đó nó đều là khó khăn, đúng không ạ? Và trong cái thời điểm khó khăn đó, mình vẫn luôn luôn có hai sự lựa chọn. Một đó là đón nhận nó bằng những thái độ tiêu cực, khóc lóc, chửi bới, buồn bã, tìm đến rượu chè cờ bạc.
Hoặc bạn cũng hoàn toàn có thể đó là tích cực hơn bằng việc là đọc sách, tập thể dục thể thao để mình quên đi những cái trải nghiệm đau buồn đó. Đúng không ạ? Rồi là mình đi tìm những người mà họ tốt hơn mình, xin lời khuyên từ họ. Đấy là đón nhận một cách rất là tích cực. Đó các bạn nha. Đấy là về mặt tư duy. Và cái số 2 đó là hành động. Thì mình hành động như thế nào? Thì chúng ta cũng có một cái tư duy trong cái khoa học làm giàu đó là gì? Bạn muốn có hành động tốt thì bạn cần phải có suy nghĩ tốt. Đúng không ạ? Và ở phía trước chúng ta đã tư duy tốt rồi, tư duy rất tích cực rồi. Thế thì mình biết được rằng tôi phải học, tôi phải tìm những người giỏi hơn tôi để nhờ họ xin những, nhờ họ tư vấn cho tôi. Thế thì bây giờ có người tư vấn cho mình rồi thì mình có làm hay không? Người thành công thì họ sẽ làm, còn người thất bại thì họ bảo nhưng mà khó khăn lắm. Khi mà tôi thực hiện những cái buổi đào tạo của mình hàng ngày ở trong những cái chương trình đào tạo, những cái nhóm kín của tôi, và phần lớn học viên của tôi đều là chủ doanh nghiệp và chủ spa, Lộc cũng chia sẻ là trong thời dịch này thì mình nên làm cái gì để mình vẫn có được cái doanh thu của mình. Có thể nó không được cái doanh thu như cái thời điểm mà trước khi có dịch, nhưng ít nhất là bạn hãy vẫn cứ làm đi. Bạn hãy làm theo những cách này đi để bạn có được doanh thu, để bạn không bị ngừng trệ. Thì có rất nhiều người ngày mai họ làm luôn và họ khoe với tôi rằng thấy ơi, hôm nay doanh thu của em vẫn được 10 triệu, 20 triệu một ngày. Nhưng mà có những người bảo, nhưng mà thấy ơi, bây giờ là không có làm được đâu, giờ này khó làm lắm, khó lắm, không ai làm theo cách đó được cả. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là những cái người mà nhưng mà những người kêu khó, họ cũng chẳng đạt được kết quả gì cả. Đấy, cho nên hãy nhớ nha, hành vi của chúng ta nó phụ thuộc bởi suy nghĩ của chúng ta. Chỉ cần bạn nghĩ bạn làm được là bạn sẽ làm được. Và cũng giống như Lam đã từng nói rồi, làm chưa chắc đã ra được kết quả ngay. Khi nào bạn làm đúng, bạn làm đủ, bạn làm đều thì chúng ta có được kết quả. Và cái điều đó nó chứng minh bởi thời gian các bạn nha. Còn muốn cắt ngắn thời gian đi thì chúng ta phải đi học những người đã thành công rồi. Hãy tìm cho mình những người thành công để hỏi họ, để học họ. Có những người sẽ chia sẻ miễn phí với bạn, cũng có những người họ sẽ phải thu phí. Đó các bạn nha. Thì đấy là cái việc mà làm sao để đối diện với khó khăn, cũng như là những cái hành vi của mình, mình làm gì để mình có thể vượt qua được khó khăn đó. Bạn lựa chọn bạn là người thành công thì bạn phải suy nghĩ tích cực và bạn phải hành động tích cực giống như những người thành công các bạn nha. Rồi, nếu video này trả lời giúp bạn được một câu hỏi nào đó mà bạn đang thắc mắc, cũng như có những kinh nghiệm giá trị đối với bản thân bạn, thì hãy comment hay xuống phần bình luận của video này, chia sẻ video tới bạn bè, những cái người thân của mình để họ có thể được lắng nghe những cái chia sẻ tích cực này các bạn nhé. Và hãy bấm vào nút đăng ký kênh cũng như là bấm vào chuông thông báo để nhận được những cái video tiếp theo của Nam các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.